Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, sáng nay mùng 9 Tết Quý Mão, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm động viên các đơn vị, công trình đa quân sản xuất thi công đầu năm. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam thăm dự án đầu tư bến cảng liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quản ghi nhận biểu dương những kết quả bước đầu của ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công cùng các đơn vị liên quan, đồng thời khẳng định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc các đơn vị sẽ tiếp tục quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực cao nhất triển khai hiệu quả dự án, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với tiến độ và chất lượng cao nhất. Đến thăm công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Sun Group Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua. Đồng thời tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục kiến tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc thời gian đến, tiếp tục chung tay xây dựng du lịch Đà Nẵng ngày càng phát triển. Thông tin chi tiết chương trình thăm động viên các đơn vị ra quân đầu năm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng sẽ được Đài Phát thanh Truyền Đà Nẵng tiếp tục gửi đến quý vị trong bản tin thời sự tiếp theo.